Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì nhân tiện là có hai chiếc xe EcoSport ở đây và tôi cũng đang rảnh rỗi. Tôi sẽ làm một cái video để so sánh cho quý vị và các bạn một chiếc xe 2018 và 2019 quý vị và bạn nhé, để xem nó khác nhau như thế nào. Đấy, bên phía tay trái của tôi là chiếc xe Ford EcoSport sản xuất năm 2019. Đấy, và bên tay phải tôi là chiếc xe Ford EcoSport sản xuất năm 2018, đều là phiên bản 1.5 Titanium quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về phần đầu thì quý vị và các bạn thấy được ạ, phiên bản 2018 và phiên bản 2019 nó sẽ khác nhau ở phần đầu này. Thứ nhất là cái mặt ca lăng này, mặt ca lăng của chiếc xe 2019 này. Đấy, là cái lưới mắt cáo này nó sẽ to hơn. Đấy, lưới mắt cáo to hơn. Còn ở phiên bản 2018 này thì là cái lưới mắt cáo nó nhỏ hơn. Đấy, rất là khác nhau này. Kể cả là từ những cái mặt ca lăng này nó khác này, mặt ca lăng của chiếc xe 2018 nó thấp này, còn ở 2019 nó cao hẳn lên trên, logo lại chuyển ở giữa. Đấy, mặt ca lăng này, cái lưới nó nhỏ hơn một chút ạ, và nó nhô cao lên đến sát nắp capo và cái logo nằm ở giữa ca lăng. Còn ở chiếc xe 2018 này thì là cái lưới tản nhiệt nó lại to và thấp hẳn xuống, còn cái logo lại nằm ở trên sát mép capo này. Đấy, nhìn về cái phần đầu là nó đã khác nhau như vậy đấy quý vị bạn nhé. Đấy, cái cụm đèn pha cũng vậy ạ. Cụm đèn pha thì 2019 này ạ, thiết kế kiểu này nó có vẻ to hơn một chút và ngắn hơn một chút, nhưng với 2018 thì nó lại nhỏ hơn một chút này, chiều ngang nhỏ hơn và dài hơn. Đấy, nó khác nhau từ cụm đèn pha cho đến đèn gầm, đèn xi nhan. Ở cái phiên bản 2019 này thì đèn cụm đèn xi nhan đây ạ to hơn và được xi nhan ở bên dưới này cụp sát với đèn gầm. Đấy, và đèn gầm đây ạ. Còn nếu như ở phiên bản 2019 thì đèn xi nhan lại ở trên cao này và đèn gầm riêng biệt ở bên dưới ạ, một mình một cái đèn gầm ở bên dưới ạ, không chung xi nhan. Đó. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy nó khác nhau như vậy đấy ạ. Đấy, cơ bản là khác nhau phần đầu quý vị bạn nhá, khác nhau này. La răng này ở phiên bản 2018 thì la răng là R16. Đấy, còn phiên bản 2019 thì là la răng đã được thiết kế to hơn, R17 quý vị bạn nhá. Đấy, thiết kế la răng cũng khác, đẹp hơn, to hơn. Đấy, và R17. Đấy, và nhìn về cái phần anten bên trên, phía trên thì chiếc xe 2018 thì anten vẫn là anten dài và ở đằng trước luôn ạ. Còn anten của chiếc xe 2019 thì lại ngắn và được thiết kế ở phía sau. Đấy, quý vị các bạn thấy nó đã khác biệt chưa ạ? Đấy là về cái phần đầu nhá. Khác nhau về cái phần động cơ thì quý vị bạn mở cái nắp capo này lên thì quý vị bạn thấy được, ở chiếc xe 2019 thì cấu tạo của cái khóa capo này nó cũng khác này. Đấy, còn ở 2018 này thì lại cái khóa capo này nó lại khác này. Quý vị các bạn thấy nó khác nhau không ạ? 2018 này và bên này là 2019, khác nhau. Đấy là về cái phần capo quý vị bạn nhé. Về phần động cơ cũng cơ bản là khác nhau quý vị bạn ạ. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport 2019 quý vị các bạn nhé. Đều là động cơ 1.5 Titanium, nhưng chiếc xe 2019 cái động cơ được thiết kế khác quý vị bạn ạ. Nó có thêm một cái dây màu xanh ở đây, còn ở phiên bản 2018 là nó không có quý vị bạn nhé. Đây, và động cấu tạo của cái động cơ nó khác nhau. Đấy, cấu tạo của động cơ nhìn thấy khác nhau luôn quý vị bạn ạ. Và chính vì cái động cơ nó khác nhau và ở cái phiên bản 2019 này được động cơ đã được cải tiến, chính vì vậy cho nên là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Lát nữa thì tôi sẽ so sánh cho quý vị bạn cái mức tiêu thụ nhiên liệu của hai xe này nhé. Đấy, cơ bản về cái động cơ nó khác nhau quý vị bạn ạ. Nhìn về cái động cơ, đây là chúng ta nhìn bên ngoài về động cơ nhé, còn cấu tạo bên trong như thế nào thì là phải có chuyên gia chuyên môn kỹ thuật thì mới có thể hướng dẫn cho quý bạn được, còn tôi chỉ so sánh cho quý bạn là những gì mình nhìn thấy ạ. Đấy, đây là ở cái động cơ của chiếc xe Ford EcoSport 2018. Đấy, 18 và 19 quý bạn nhé, khác nhau hoàn toàn. Đấy, cái đường ống điều hòa của chiếc xe này nằm ở bên trong này và bên dưới,
Còn ở phiên bản 2018 thì lại nhô lên rất cao, rất là thô ở bên trên này đấy ạ. Đấy là cái sự cải tiến của thiết kế quý bạn nhé, về cái phần động cơ. Còn về cái phần nội thất, về cái phần táp lô các thứ thì là ở cái đồng hồ cũng có khác quý bạn ạ. Đây là cái mặt đồng hồ của chiếc xe 2019 này, còn bên này là 2018 này, thiết kế cũng khác luôn quý bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ lên xe để giới thiệu cho quý vị bạn về chiếc xe 2018 này, xem nó khác nhau ở những cái gì quý vị bạn nhé. Tôi sẽ bật cái đồng, tôi sẽ bật cái điện này lên. Đấy, mặt đồng hồ đây quý vị bạn này, mặt đồng hồ của chiếc xe 2018 đây ạ. Đấy, cái đồng hồ thiết kế theo kiểu này. Đấy, và vô lăng tích hợp các phím điều khiển, nó chỉ có mỗi cái điều khiển âm thanh mới chuyển bài thôi. Đấy, còn ở 2019 nó lại sẽ nhiều hơn ạ. Lát nữa thì tôi sẽ xem. Và đây là cái đầu của xe 2018. 2018 thiết kế đầu là đầu CD quý vị bạn ạ. Đấy, nguyên bản là chỉ có đầu CD thôi. Điều hòa thì vẫn là điều hòa auto rồi. Đấy, và cổng USB thì lại được thiết kế ở dưới này, và chỉ có một cổng USB thôi ạ. Đấy, cổng USB chỉ có một cổng ở dưới này thôi ạ. Và chủ xe, như chiếc xe này thì chủ xe đã phải lắp thêm cái màn hình Android ở đây rồi đấy ạ. Đấy, chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android. Đây là cái màn hình Android mà chủ xe lắp thêm quý vị các bạn nhé. Tích hợp tất cả những cái ứng dụng ở trên cái màn hình này, màn hình Android mà chủ xe lắp thêm. Đấy, đây là màn hình Android. Và đây là cái phần thiết kế ở bên trong cái táp lô này quý vị các bạn nhé. Và đây là ở chiếc xe 2018. Sau đây thì tôi lại sang cái xe 2019 cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đấy, thiết kế của 2019 đây ạ. Đây là cái đồng hồ của chiếc xe 2019 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe 2019 thì là quý vị các bạn thấy cái đồng hồ thiết kế khác rồi. Bên kia là hai cái đồng hồ tròn hai bên, còn đây nó là cả một cái màn hình to luôn ạ. Màn hình hiển thị rất là đa phương tiện đấy quý vị bạn này. Có cả cái la bàn này. Và điều khiển âm thanh trên vô lăng, tức là các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng nó sẽ chuyển sang bên phải. Và bên này nó sẽ có các phím điều khiển để điều khiển cái màn hình này. Đấy, là cái sự khác biệt của chiếc xe 2019 quý vị bạn nhé. Và cái sự khác biệt nữa đó là xe 2019 thì Ford cũng đã bỏ đi cái bộ đầu CD, thay vào đó là cái màn hình Android luôn, màn hình Android nguyên bản theo xe đấy ạ, không phải độ đã có rồi ạ. Và cái phần cắm USB đây được thiết kế là hai chân cắm USB khác nhau ở đây nhé. Và cái màn hình này hiển thị luôn cả video hoặc MP3 cho quý vị các bạn cắm USB luôn nhé, không phải là mở đĩa nữa. Đấy là cái sự khác nhau quý vị bạn nhé. Khác nhau về màn hình, đồng hồ, đấy, đầu. Và cái khóa nó cũng có khác chút quý vị bạn nhé. Đây là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 2018 này. Cái chìa khóa nó nhỏ hơn. Đấy, chìa khóa nhỏ hơn một chút quý vị bạn nhé. Đấy, và chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 2019 là cái khóa được thiết kế to hơn một chút này, nhưng mà nhìn cầm nó lịch sự, nó đẹp hơn như chiếc xe Audi đấy ạ. Đấy, khác nhau quý vị bạn nhé. Đấy, khác nhau ở cái phần chìa khóa. Nhìn về phía đằng sau này thì quý vị và các bạn cũng thấy sự khác nhau ở cái phần lốp sơ cua quý vị bạn nhé. Cái ốp lốp sơ cua đấy của chiếc xe 2019 đây quý vị bạn ạ. 2019 thì ốp lốp sơ cua nó sẽ có khác một chút. Đấy, ốp lốp sơ cua này. Và những cái tem sườn nó có khác, nhưng mà không khác đáng kể quý vị bạn ạ. Về cái tem sườn thì không khác nhau đáng kể. Đấy, đằng sau này cũng không khác nhau nhiều. Đằng sau là không khác nhau nhiều lắm đâu quý vị bạn ạ. Cơ bản là cái đằng trước là hơn. Cái ba đèn sốc sau này cũng có khác một chút ạ. Phiên bản 2019 được thiết kế cái đèn hậu kia nó khác này. Và bên này cũng khác này, nhưng mà không khác nhiều lắm. Đấy. Và cái động cơ nó khác nhau. Chính vì cái động cơ nó khác nhau cho nó dẫn đến cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng đã khác nhau quý vị bạn ạ. Đây là chiếc xe được sản xuất năm 2018 quý vị các bạn nhé. Với mức tiêu thụ mà nhà sản xuất công bố đấy ạ,
7,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, 9,89 lít trong đô thị, nếu như chạy ngoài đô thị thì 6,41 lít. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ của chiếc xe 2018 nhé. Bây giờ thì cho quý vị các bạn cùng xem về cái mức tiêu thụ của chiếc xe 2019 ạ. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe 2019 chỉ 6,17 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, trong khi đó 2019 là 7,7 ạ. Đấy, tiết kiệm được hơn 1 lít xăng cho 100 km đây quý vị bạn ạ. Và nếu chạy trong đô thị thì chiếc xe kia là 9,8 thì chiếc xe này là 8,14, còn chiếc xe này là có 4,96 lít cho 100 km ngoài đô thị thì chiếc xe kia là 6 lít quý vị các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe kia là 6 lít quý vị bạn nhé. Đấy, chính vì vậy chiếc xe 2019 nó khác hơn phiên bản 2018 rất là nhiều đấy ạ. Không những nó khác biệt ở cái form bên ngoài, khác về động cơ. Chính vì khác về động cơ thông minh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, tiết kiệm hơn rất là nhiều này. Trung bình chỉ có 6,17 lít thôi, chạy đô thị chỉ có 94,96, tức là khoảng 5 lít thôi. Nhưng với chiếc xe 2018 này, nếu như chạy ngoài đô thị vẫn khoảng 6 lít rưỡi quý vị các bạn ạ. Đấy. Và trung bình 7,7 lít, cân hơn nhau khoảng 1 lít rưỡi xăng quý vị các bạn ạ. Đấy. Tiết kiệm nhiên liệu hơn quý vị các bạn nhé. Và hiện nay tại cửa hàng chúng tôi thì đang bán hai chiếc xe EcoSport này quý vị bạn nhé. Vậy quý vị bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.